Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Hơn 1,3 triệu lượt người đến viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình nộp thuế đạt 94% kế hoạch cả năm. Minh Họa, đồng bào Rục có thêm mùa vàng bội thu. Hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2014, tròn một năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, về khỏi Vĩnh Hằng. Vũng Chùa, Đào Yên, nơi yên giấc của Đại tướng, mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người từ mọi miền Tổ quốc đến thăm viếng dân hương với lòng thành kính thiêng liêng, sự tri ân, cảm phục đối với nhà quân sự thiên tài. Cho đến hôm nay, người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình, quê hương của Đại tướng nói riêng, vẫn không nguôi nhớ về Đại tướng với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc. Kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ tại Vũng Chùa, Đào Yên, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã có 116.000 đoàn khách trong và ngoài nước với hơn 1,3 triệu lượt người đến dâng hương và viếng mộ Đại tướng. Trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 lượt người đến viếng, ngày cao điểm có tới hơn 30.000 lượt người. Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã luôn phiên túc trực 24/24 giờ để bảo vệ và hướng dẫn khách thập phương đến viếng mộ Đại tướng trang nghiêm, trật tự và tôn kính. Đến hết tháng 9 năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước đạt gần 94% kế hoạch giao nộp cả năm. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình chuyên thực hiện việc in ấn, phát hành và tiêu thụ các loại vé sổ số kiến thiết như vé sổ số kiến thiết truyền thống, vé cao, vé bốc, biệt kết quả ngay và vé lô tô. Nhờ có cách thức bán hàng năng động, luôn thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, có uy tín với khách hàng, nên hiện nay công ty có hàng trăm đại lý và đi bán hàng tại 14 tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Trong đó những tỉnh tiêu thụ vé của công ty chiếm số lượng nhiều như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và các thành phố khác. Từ đầu năm đến nay, công ty đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước 23,4 tỷ đồng, trên kế hoạch giao cả năm 25 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,6%. Ngoài ra, công ty đã nộp vào ngân sách 2,8 tỷ đồng tiền thuế của khách hàng trúng thưởng và thuế các đại lý bán vé cho công ty. Cùng với việc chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình còn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là đối với những cán bộ có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của ngành. Để góp phần động viên tinh thần gia đình các cán bộ kiểm lâm, thể hiện sự biết ơn đối với những cán bộ kiểm lâm qua các thời kỳ đã có nhiều công lao cống hiến trong sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Vừa qua, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà gia đình cho ông Đinh Minh Phong, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm đầu tiên của huyện Tuyên Minh Hóa, gia đình ông Đặng Ngọc Trinh, nguyên chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, ông Phan Ngọc Trị và ông Trà Minh Giang, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm Lệ Thủy. Những món quà tuy không lớn nhưng đó là sự động viên khích lệ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của những thế hệ đi sau đối với những người đi trước. Đây là một trong những hoạt động được ngành kiểm lâm tổ chức nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và ngày truyền thống của ngành. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Sơn đã khởi công xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng là ông Trần Xuân Từ ở tổ dân phố 7. Ông Trần Xuân Từ là thương binh và đang thờ cúng liệt sĩ, có hoàn cảnh kinh tế gia đình khá khó khăn. Theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông được hỗ trợ 40 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân phường Đồng Sơn đã vận động sự chung tay góp sức của cộng đồng để xây dựng nhà mới cho gia đình ông Từ, trị giá căn nhà khoảng 130 triệu đồng. Nguồn tiền được huy động từ gia đình và các tổ chức đoàn thể. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình ủng hộ 30 triệu đồng. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014, tối ngày 3 tháng 10 tại trường Trung học cơ sở Quảng Phương, huyện Quảng Trạch đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ lửa trại giữa đoàn thanh niên thị đoàn Ba Đồn, huyện đoàn Quảng Trạch và thị đoàn Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đêm giao lưu nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về mục đích ý nghĩa của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014. Với tinh thần chung kích tình nguyện, cả các bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và an toàn. Thông qua đó nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng cho đoàn viên thanh niên. Chương trình giao lưu văn nghệ lửa trại với nhiều tiết mục đặc sắc, các người đảng, Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên thanh niên và nhân dân. Tại đêm giao lưu, thì đoàn Hương Trà đã trao 10 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Ngày 3 tháng 10,
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tuyên Hóa tổ chức tập huấn công tác xây dựng mô hình thí điểm xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm năm 2014 cho ban chỉ đạo xây dựng mô hình và cả cán bộ cơ sở xã Tiên Hóa. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe thực trạng tệ nạn ma túy mại dâm trên địa bàn huyện, kế hoạch liên ngành với các ban ngành chức năng có liên quan, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và chính quyền địa phương cấp xã trong phòng chống ma túy mại dâm, một số nội dung chính trong nghị quyết liên tịch số 01/2005 về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động phân loại đánh giá công tác xây dựng xã phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm và nghị quyết liên tịch số 01/2008 về việc ban hành các tiêu chí phân loại chấm điểm đánh giá và biểu tổng kết báo cáo về công tác xây dựng xã phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm của liên ngành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến nay, 6 xã trên địa bàn huyện đã triển khai hoàn thành việc xây dựng thí điểm mô hình xã lành mạnh không có ma túy mại dâm năm 2014. Mô hình này sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cũng như các đoàn thể xã hội, nâng cao nhận thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, từ đó tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống ma túy mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm nay, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất lúa nước ở Rục Lan, xã Thượng Hòa, huyện Minh Hóa lại cho thêm mùa vàng bội thu. Những ngày này, tranh thủ thời tiết đang sào, bộ đội biên phòng đồn Ca Seng đang tích cực giúp đỡ bà con đồng bào Rục khẩn trương thu hoạch lúa. Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt nên lúa ở vùng đồng bào Rục, xã Thượng Hòa, huyện Minh Hóa luôn gieo cấy muộn so với các địa phương khác. Vì vậy, trong những ngày này, khi mà thời điểm mùa mưa lũ đã cận kề, thì công việc thu hoạch lúa hè thu nơi đây mới bắt đầu. Rồi cũng là vui đó. Vì sao? Từ là tập trung là dân tập trung làm đông này, về là cò là đồi là bên phòng là giúp lên này. Ra hoạt động này là phần đồng viên bà con đó. Thật là cảm ơn là đảng, nhà nước và cả cán bộ đôn cả mình là. Đồn Cà Chén là giúp đỡ bà con, rất là phấn khởi. Vụ hè thu năm nay, toàn bộ 10 hectare lúa nước ở cánh đồng Rục Lan đã được bà con đồng bào Rục gieo cấy. Tuy thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn gây thiếu nước, nhưng với sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ca Seng, nên hầu hết diện tích lúa nước đều được chăm sóc khá tốt. Huyện Minh Hóa cũng đã cấp 70 triệu đồng để hỗ trợ bà con mua giống lúa, phân bón và một số vật tư phòng trừ sâu bệnh. Giống lúa được đưa vào sản xuất trong vụ này là SB5 do công ty giống khí trong Quảng Bình cung cấp. Đây là giống lúa có sức trồng chịu cao, phù hợp với chân ruộng ở đây. Năng suất lúa đạt bình quân từ 35 đến 40 tạ trên 1 hecta. Đi làm lúa là phải bón phân với làm cỏ này, đi lấy nước này. Mày hằn có lúa đẹp. Thì đi làm giường, đi lấy nước, đi suốt. Đi ngày mùng đi mà mày lúa ăn đẹp chứ không đi làm không đi dọn đồ là hắn đẹp một đi suốt đi chăm lo suốt thì mày hắn đẹp hắn năng suốt. Đây là mùa vàng thứ 9 kể từ khi bộ đội cùng người dân thực hiện công trình lúa nước vùng Rục Lan và là mùa vụ bội thu thứ 3 của bà con. Hướng dẫn cho dân cách làm đất này, rồi ủ giống, rồi cách thức xuống giống, rồi quá trình chăm sóc như dầm, tỉa, rồi cách thức phát triển các loài sâu bệnh. Đấy, rồi bắt tay chỉ việc đó là khi mà lúa mà phát triển rồi, thì thậm chí là đến khi đi gặt, mình phải là bắt tay chỉ việc phải gặt mầu, rồi làm mầu cho dân. Từ quá trình từ đầu cho chăm sóc cho đến khi thu hoạch. Cùng với những sản phẩm khác như ngô, sắn, lúa hè thu đã và đang góp phần quan trọng giúp bà con đồng bào Rục ổn định lương thực, đảm bảo đời sống. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đông Hới mới thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.